Và thưa quý vị, hàng trăm nhân viên y tế đã nhiễm coronavirus. Hàng trăm nhân viên y tế của Hoa Kỳ nhiễm coronavirus vì thiếu đồ bảo hộ cùng trang thiết bị và họ tự mò mẫm chữa cho người bệnh vì chưa có hướng dẫn điều trị. Một số bệnh viện đã hết đồ bảo hộ dùng một lần, buộc các nhân viên y tế phải tái sử dụng đồ cũ. Các bác sĩ chuyên khoa chấn thương tại Bệnh viện Jackson Memorial ở Miami nói, chúng tôi đang rơi dần vào khủng hoảng. Bác sĩ này cho biết, phải cùng các đồng nghiệp tự mò mẫm điều trị cho người nhiễm coronavirus vì chưa có tài liệu hướng dẫn và phát đồ. Sau khi điều trị cho những người nhiễm coronavirus bị chấn thương, các bác sĩ lại đến đơn vị điều trị tích cực để chăm sóc cho những bệnh nhân khác. Một chuyên gia gây mê của một bệnh viện ở New York cho biết, bệnh viện thiếu máy thở và tận dụng máy gây mê để hỗ trợ hô hấp cho các bệnh nhân nhiễm coronavirus. Chuyên gia gây mê nói, không thể đáp ứng đủ, có rất nhiều bệnh nhân nặng và chúng tôi không thể theo kịp yêu cầu. Các ca nhiễm coronavirus với triệu chứng nặng không chỉ giới hạn ở nhóm tuổi cao tuổi mà mở rộng sang nhóm trẻ tuổi hơn. Nhiều trường hợp phải đặt nội khí quản nằm trong nhóm từ 20 tới 90 tuổi. Một y tá tại bệnh viện New York là Langone Brooklyn cho biết, nhiều bệnh nhân trẻ tuổi trong tình trạng nặng đang nằm tại phòng điều trị tích cực của chúng tôi. Xin hãy ở nhà khi chúng tôi yêu cầu. Chúng tôi không biết bạn sẽ thế nào. Không có cách nào để dự đoán ai trong số những người trẻ tuổi sẽ bị bệnh nặng hơn. Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Anthony Fauci đã cảnh báo 100.000 người Hoa Kỳ có thể chết vì coronavirus.